đi. Đừng có phá anh buộc đấy. Lạnh rồi hả? Run rồi này. Bắt đầu lạnh rồi đấy. Rồi rồi Ali. Ali ở dưới ta nhìn mẹ cô ngoan kia mà. Mẹ cô đang nằm kìa. Ly hóng gì đấy? Sang đây có thích ăn bụt không? Sang đây kêu gì? Sang đây à? Tí nữa giờ đến lượt mấy đứa. Cô ngoan lắm. Chúng nó phải được ăn trước, mấy đứa ăn sau. Cô ngoan lắm. Rồi Ali. Sân xa lạnh rồi hả? Anh còn đang lạnh ngay này. Lồng ngắn này. Độ thời tiết cái là lạnh ngay. Nào cô không hư. Ali làm gì? Rồi, lên video này cô mắt xanh này. Trời. Gái Nga mắt xanh. Sao chúng nó kia, chúng nó mắt nó màu sáng, cái kia là đỏ mà. Còn mình cô lại lên lại màu xanh à? Đó, xem nào. À không, cũng xanh. Cái này là đều xanh hết. Trời ơi, xinh gái toá đi thật. Cô không hư. Tao Ali. Sân xa lạnh đấy. Ali. Andy. Lily. Coco. Yên nào, từng đứa một. Chào Lily. Úi xa. Thôi giải tán. Ở đấy, lên đấy nằm đi. Lên kia nằm đi. Lên ghế nằm chờ cơm. Không phải lằng nhằng. Đúng rồi, đi nằm đấy. Chuẩn. Lên đấy nào. Không thích lên giường nằm, mà thích nằm đất à? Hả? Giải chăn này nhá. Lại lạnh rồi lại. Trời tối lạnh rồi lại giải chăn ra cho mỗi đứa một chăn nào. Ok. Nào, không nhảy lên đầu mẹ. Cô nhá, chúng nó mà nhảy lên người, cụ nhảy lên đầu thế là phải bụp luôn nghe chưa? Cái chuyện vỡ vẩn. Sao hôm nay trời lạnh, sao bị lạnh, sao run. Thôi lên kia nằm đi, không nằm đất. Nằm đất này bụng không có lông rồi lại lạnh. Chúng nó bụng chúng nó có lông, chúng nó nằm đất được. Còn em thì bụng không có lông thì không được nằm đất.